Chào các bạn và các chị nha. Có nghe tiếng gì không các bạn các chị? Mưa nha. Nhìn cặp hoa đẹp mà mưa nhìn thấy nó sơ sát quá. Đây là cơn mưa đầu mùa nha quý vị. Gỉ gã nha. Không lớn nha mà nó gỉ gã gầm hì hì luôn. Đây là sân trước nhà mình nha quý vị. Cảnh đẹp chưa? Đây phía trước này là chầu bà nha. Chầu bà, cái chầu Đế Dương hay còn gọi là Đế Dương quý vị. Lá tím tím đây. Đây lá tím tím này là lan Đế Dương nha. Mình lúc trước có quay clip á, bên đây là chầu bà nha, chầu bà vàng. Đây là sân của mình nha. Mưa rồi quý vị ơi. Gió à. Đang quay clip mà mưa không quay được quý vị ơi. Bây giờ chỉ quay được mưa cho quý vị và các bạn chị xem thôi. Đây là cây vú sữa tự nhiên nhà mình nha. Ở dưới mé sông quý vị. Thường ở miền Tây đồng quê là có sông trước cửa nhà nha quý vị. Điều độc đáo mà hầu như các nước trên thế giới không có nhiều nha. Ở Việt Nam miền Tây sông nước mà vậy nha quý vị. Nhà ở đâu là sông nước tới đó nha quý vị. Đây quý vị có thấy cây này đẹp nha. Đây mình phóng to lên cho quý vị xem nha. Tại mưa không ra sân được. Đây là những cây phát tài hồng nha quý vị. Hồng phát tài hay còn gọi là phát tài hồng cũng là một tên nha. Đảo tới đảo lui nha. Tùy theo cái sở thích của người ta muốn gọi sao gọi nha. Cũng là phát tài thôi. Phía trước là đây là những cây xanh nha quý vị. Xanh ở miền Tây thì lá to hơn các giống xanh ở miền Bắc nha quý vị. Thân cây xanh này rất lớn, rất to luôn quý vị ơi. Nhưng chưa có người hỏi mua nha. Cây xanh này nó bò cặp cây dừa nha quý vị. Mình quay cho quý vị xem đây. Đây, rễ nó bám vô thân cây dừa luôn nha. Dừa trái cũng nhiều nha quý vị. Dừa lửa nha quý vị. Trái đỏ nha. Mình gọi là dừa lửa nha. Ở miền Tây nó mộc mạc chất phát là vậy đó quý vị ơi. Thường thấy vật đó như thế nào thì gọi tên đó nha quý vị. Màu gì thì gọi màu đó nha. Cảnh mưa nó buồn thiệt mà cảnh vật nó cũng đẹp nha quý vị. Đẹp mà nhìn thấy nó buồn buồn sao trong lòng nha. Giờ này chiều rồi nha quý vị. Cũng cỡ 3 giờ mấy nghe quý vị. Mưa như vậy thì chỉ còn bắt nồi cơm nóng lên là kho cá với tiêu chan nước cơm ăn thì thú vị lắm quý vị ơi. Hay là bắt một nồi khô quẹt mà có tép mỡ nha, hành rồi để vô nghe quý vị. Thì ăn nồi cơm bao nhiêu cũng hết hết trơn quý vị ơi. Mưa lạnh lạnh như vậy là ăn cơm nó hao lắm nghe quý vị. Ở miền Tây là sức ăn mạnh lắm nha. Còn đây là cây sơn tùng nha quý vị. Sơn tùng mình lúc trước có quay clip cho quý vị xem rồi đó nha. Hôm nay không biết quay cái gì hết, chỉ quay mưa cho quý vị xem thôi. Ướt xăng hết cái gì á. Xăng mình thì không có cây gì đẹp vì quý nha quý vị. Chủ yếu là những cây phôi thôi nha. Gọi chung là cây phôi thôi. Tại vì đó là những cây mới dâm trồng thôi nha quý vị. Hoa giấy. Đây là hoa giấy. Hoa trang. Giấy mỹ hồng. Rồi đây là cây quýt. Cây mai. Xa xa bên đây. Đây là cặp trúc Phật Bà Quan Âm nha. Mình đã quay cho quý vị xem rồi đó nha. Đây là cặp con thôi. Rồi bên đó là cây mai Vạn Phúc. Rồi dân dân. Rồi xa xa nữa. Đó là
những cây đinh lăng. Rồi hôm nào mình sẽ quay đây xa xa. Xị xa nữa đó là cây rau gấp cá nha quý vị, trồng trong chậu nha. Mà cái chậu này đặc biệt là ở trong một cái cối đá xưa nha quý vị, cối đá xưa bây giờ không xài nữa, tận dụng nó xây lên một gian thành để trồng cây rau, nói chung là gọi là rau sạch vô đó ăn nha quý vị. Hôm nào mình sẽ quay cận cảnh nha, tại mưa không có rau quay được nha quý vị. Đẹp chưa? Mặc dù mưa nhưng mà vô ảnh cũng sáng sáng đẹp đẹp nha quý vị. Gió phất phất những cành cây nhìn gợi nhớ lấy một vùng quê sông nước nha quý vị. Miền Tây là thế nha. Nếu các anh chị các bạn nào mà có xem clip này cảm thấy thích thì bấm like và đăng ký theo dõi kênh của mình nha quý vị, đặng có thêm động lực mình quay cho quý vị các bạn chị xem nha. Cầm điện thoại như gì quay mùa mưa mình cũng sợ lắm nghe quý vị, gầm hì hì quý vị nãy giờ có nghe không, sấm chớp làm mình cũng giật mình mấy phen đó nha quý vị. Đẹp quá. Thôi mình không bình luận nhiều, mình chỉ quay cho quý vị các bạn chỉ xem thôi. Cảnh đồng quê, các vùng quê miền Tây mình nha. Mùa mưa như thế nào nha. Nó buồn ghê luôn. Không có bóng người đi đường luôn quý vị ơi. Lâu lâu có một chiếc xe thôi. Bây giờ hơi hiện đại rồi. Đường thì có các vùng quê đường nhỏ nhỏ thì có đan nè. Xe chỉ là xe hai bánh chạy thôi nghe quý vị, Honda rồi đó. Cái dừa này mới hai trái đây cũng ít trái như vậy, không trái nhiều nha. Cây dừa của nhà mình nha. Bên kia có dừa khô rồi đó quý vị. À, thấy dừa khô đen đen không vậy? Đó, 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 đó. Cây này. Đây, cây này là có dừa đen đen rồi nữa vậy. Khô nè. Đẹp quá. Mặc dù mưa nhưng rất đẹp nha quý vị. Cảnh đẹp nhưng hơi buồn. Thấy góc độ này nhìn đẹp ha quý vị. Mưa này không lớn nha quý vị và các bạn. Gì gã mưa, cơn mưa đầu mùa nó vậy nha. Ai đó là người dân Việt Nam thì đều biết mưa đầu mùa nó mưa thế nào nha quý vị. Nó lâu tạnh lắm quý vị ơi, nó gì gã hoài.
mà trời thì sấm chớp rền vang hết. Trời mưa mình quay bằng điện thoại không ăn ảnh đâu quý vị, các bạn thông cảm nha. Thôi mình cũng xin dừng clip ở đây nha quý vị các bạn. Đứng hoài một hồi mưa cũng tạt mình ướt lạnh quá. Mình đứng sát mé hiên nhà vậy nên ướt mình chân. Cảnh đẹp thấy nao lòng quá.